Dạ, cho em hỏi có phải chị Hằng không ạ? Dạ phải. Dạ, có người gửi quà cho chị. Nhưng mà ai gửi cho tôi vậy? Dạ, có tấm thiệp ở trong đây, chị coi đi rồi biết. Ừ, cảm ơn anh. Dạ, em chào chị. Ừ. Đẹp quá. Chắc là anh Kiệt tặng cho mình rồi. Dạ em nghe nè. Hằng hả? Em có thích món quà đó không? Dạ thích. Em biết ngay là anh Kiệt tặng cho em mà. Vậy hả? Em cảm ơn anh Kiệt nha. Không cần phải cảm ơn anh đâu. Anh chỉ thay mặt nhiều người tặng quà cho em thôi mà. Nhiều người? Mà người nào? Thì những người yêu thích sự công bằng. Anh tốt với em quá. Có gì đâu. Em á, sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng chính đôi giày của anh tặng. Thôi được rồi, em ngủ ngon nha. Ngày mai còn đi làm sớm. Dạ. Anh Kiệt ngủ ngon. Sao em ngồi ở đây? Sao em không vào nhà? Ngồi ở đây cầm lạnh rồi sao? Anh hai mới đi đâu vậy? Chuyện của anh, mày hỏi làm gì? Em điện thoại cho chị Hồng rồi. Anh không có đi chung với chị Hồng. Anh đến nhà chị Hằng đúng không? Mày đã bắt đầu quan tâm tới cuộc sống của anh hai mày từ lúc nào vậy? Anh hai, anh đừng có làm khổ những người phụ nữ xung quanh mình nữa. Mày nói nhầm người rồi. Thằng á, làm khổ những người phụ nữ xung quanh là thằng Dương chứ không phải là tao. Thôi, vô ngủ đi. Bây giờ sao? Không vô trong á thì ngồi ở đây luôn nha. Bây giờ sao? Bây giờ quyết định ngồi ở đây đến sáng chứ gì? Em nghe anh Cá Mập kể với chị Hằng rồi. Kể rồi thì sao? Anh Cá Mập nói á, chị Hằng thay đổi nhiều lắm. Tự nhiên công khai chống đối chị Kim nữa. Chuyện này có liên quan tới anh hai đúng không? Mày đánh giá anh hai mày cao quá rồi đó. Em thấy chuyện này không ổn thế nào hết á. Sao? Bây giờ mày muốn cái gì? Em chỉ muốn anh hai đừng có như vậy nữa. Tao đã làm gì sai? Mày nói đi. Mày nói đi. Nếu mày nói đúng á, tao sẽ ngồi đây tới sáng luôn để cho mày giải bảo. Mày nói đi. Nói. Mày không nói được chứ gì? Mày nói không được á thì vô ngủ đi. Ông tướng. Cái thằng riết á, nó không giúp ai hết. Bác ba. À con. Thầy ngủ dậy chưa bác? À, thầy đi tập thể dục rồi con. Chút nữa bác ba có đến bệnh viện thăm anh Dương không? Bác ở nhà con tìm thuốc nè. À, con có bánh bông lan nè. Bác ba ăn sáng chưa? Con lấy bánh bông lan cho bác ba ăn nha. Thôi, bác chưa có đói. Cảm ơn con.
Ủa Mai, thầy. Con Mai tới đó hả con? Dạ, thầy mới đi tập thể dục về hả thầy? Ừ. Lúc nãy trên đường về, thầy thấy con đi ngang, nhưng không tiện kêu con. Vậy mà con không thấy thầy gì hết trơn á. Chỉ có người già mới thấy người trẻ, chứ người trẻ ít có khi thấy người già lắm. Ê, có mùi gì hấp dẫn vậy? Hả? Dạ, thôi nha. Dạ, con có làm bánh bông lan cho thầy với bác ba ăn thử. Để con lấy cho thầy với bác ba ăn thử nha. Ừ. Dạ, sáng sớm mà có bánh bông lan ăn thì tuyệt vời. Dạ, con mời thầy. À. Con mời bác ba. À. Dạ. Ngon quá. Ngon quá con. Chú ba. Dạ. Nghỉ tay, ăn bánh nè. Thầy ăn đi, tôi chưa có đói. Cảm ơn thầy, chút nữa tôi ăn sau. Ừ. Ngon hơn ngoài tiệm á. Ừ. Ngon thiệt hả thầy? Ừ. Ừ, kỹ mà. Lần đầu tiên con làm thử, con cứ sợ không ngon không à. Nè, con có khiếu nó ăn lắm à nha. Dạ con cảm ơn thầy. Ừ. Ngon quá, ngon quá. À, Hằng. Ồ, siêu mẫu tới rồi kìa. Thấy chưa, y như những gì tôi nói mà. Chào hai bộ, hai người ăn sáng chưa? Mới vừa vô tới, chưa có ăn uống gì hết đó. Vậy mình đi ăn sáng đi, tôi mời. Trời ơi, bữa nay làm y tá chính thức rồi, nên phong cách có khác nha. Thì lâu lâu cũng phải thay đổi cho kịp thời đại chứ. Thôi, coi như hôm nay bà Hằng khao để ăn mừng đi. Ừ. Chà, vậy thì hôm nay mình sẽ chọn cái món nào mà ngon nhất công ty mình mới được. Thay đổi một chút xíu thôi mà. Thôi, để dạ, bà Hằng khao mình một bữa khao. Đi. Giờ này là giờ làm việc, chứ không phải là giờ ăn uống và tán dóc đâu ha. Ủa? Chưa tới giờ nhận ca mà. Đúng rồi, còn hơn nửa tiếng nữa. Sao hai bà đi làm sớm vậy? Tụi tôi đi làm sớm quen rồi. Chứ không phải như ai kia. Đi làm trễ, vô tới thì giật giờ, có làm được gì đâu. Ê, bà đang xỉa xói ai vậy hả? Ủa, tôi đâu có xỉa xói ai đâu. Tôi đang nói chơi mà, nói phong long vậy thôi à. Thôi, tụi mình đi ăn đi nha, xuống căng tin đó mình tám tiếp đi. Hiền đi chung luôn cho vui. Tôi không có rảnh, không biết trời cao đất rộng là gì hết. Ủa, Sư Huynh đi đâu vậy? Sư Huynh ơi, Sư Huynh. Sư Huynh ơi, đi đâu rồi ta? Ủa? Hả? Hả? Trời ơi, Sư Huynh đâu tự nhiên bỏ điện thoại ở đây vậy? Sư Huynh ơi, Sư Huynh. Sư Huynh ơi. Sư Huynh ơi, Sư Huynh. Sư Huynh ơi. Sư Huynh ơi. Sư Huynh. Sư Huynh. Bị tai ta. Cả Sư Huynh tôi đâu không? Sư Huynh anh hả? Hả? Chắc là đang ngủ trong phòng chứ đâu. Nếu có trong phòng ra đây kiếm làm gì? Ủa vậy đang kiếm anh Dương á hả? Ừ. Nói nghe nè, có xài điện thoại không? Có chứ. Gọi cho anh Dương đi. Nếu gọi được gặp bà hỏi làm chi. Trời ơi, tấu hề hả? Đâu không, có duyên quá.
cha có gì hơn tôi nữa đó cha. Tấu hề là cha mới đúng á. Trời đất ơi, bệnh viện này có mình cha thôi đó. 10 người như ông chắc tôi bỏ bệnh viện này tôi đi luôn quá. Mình có nên gọi chị Kim không ta? Dạ trời. Alo chị Kim hả? Chị ơi, anh Dương đi mất tiêu rồi đó chị. Cái gì? Em mới nghe cái mập nói tình hình của anh Dương á. Không biết anh đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, anh đi đâu được chứ hả? Gọi lên phòng bảo vệ kiểm tra tất cả hệ thống camera cho tôi. Đi kiểm tra từng phòng. Coi anh Dương anh có ngất xỉu ở đâu không hả? Dạ. Nghe nè, quy động tất cả nhân viên bệnh viện đi tìm anh Dương cho tôi. Quy động tất cả người trong bệnh viện luôn hả chị? Vậy là hơi căng á. Căng cái gì chứ hả? Đó là lệnh của tôi, nghe chưa? Dạ dạ. Trời ơi, anh Dương. Dậy, 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 dậy. Dậy đây, dậy đây, dậy. Chuyện gì vậy? Hả? Ông giấu xuống đâu mất tiêu rồi. Mau trả đây. Ông khùng vừa phải thôi cá mập. Ông mới khùng á, trả cho mình đây. Ông giấu ông trả. Tôi kêu công an bắt ông á. Tôi kêu công an bắt ông thì có đó. Khùng. Tôi kêu bắt ông á. Khùng. Ông mới khùng á. Có chuyện gì vậy? Cá mập. Ông kẹt. Thấy sư huynh tôi đâu không? Kiếm nãy giờ quá trời không thấy ổng đâu hết trơn á. Chắc nó đi dạo ở ngoài sân thôi. Ông ra ngoài sân tìm thử coi. À, nãy giờ quên cây xăng kiếm vòng vòng phòng không à. Đâu không. Thằng cha cá mập này không thiệt đó nha. Sáng sớm đang ngủ lôi đầu người ta dậy. Khùng. Thôi bỏ đi. Ông ca mập coi vậy á, chứ ông tốt lắm á. Bệnh thì có chứ tốt cái gì. Ông nằm nghỉ đi. Sư huynh, sư huynh ngồi đây mà làm đệ tì muốn chết à? Có chuyện gì vậy? Sáng sớm ngủ dậy không thấy huynh đâu, đệ chạy đi tìm chứ có chuyện gì đâu. Huynh không ngủ được, huynh ra đây ngắm cảnh một chút. Huynh, huynh suy nghĩ về chuyện bác ba nói tối hả? Huynh suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Đệ, nếu một ngày nào đó huynh đột ngột mất tích như buổi sáng hôm nay, thì đệ đừng đi tìm huynh. Bậy, giỡn có vui nha. Huynh á mà biến mất một lần nào nữa thôi, để cho đệ nè chạy vòng 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 bệnh viện kiếm thở cái hơi á, là lệ sử huynh á. Đừng có giỡn. Huynh xin lỗi, huynh chỉ nói vậy thôi. Sư huynh, nói bụng chưa? Huynh chưa đói. Huynh muốn ở đây ngắm cảnh một chút. Huynh vừa đói mà đệ đói. Anh Dương ơi. Anh Dương ơi. Ê, hai bà có thấy anh Dương đâu không? Anh Dương. Anh Dương ở trong phòng ảnh chứ đâu. Ủa mà kiếm anh Dương chi vậy? Đồ cúng đó nha, đừng có dại dột mà đụng vô. Trời ơi, anh Dương mất tích rồi kìa. Thiên Kim tiểu thơ hả, đang huy động tất cả mọi người đi tìm nè. Vậy hả? Vậy đi tìm thôi đi. Ê, khoan. Nhưng mà bà đã đi tìm những chỗ nào rồi? Cấp cứu nè, khoa ngoại, khoa sản đi tìm hết trơn luôn rồi. Khoa sản mà xuống tìm làm gì vậy? Anh Dương làm gì mà có ở khoa sản đâu. Nhưng mà còn chỗ nào bà chưa tìm không? Bà ráng nhớ lại coi. À, nhà xác. Bà khùng quá.
Nhưng mà biết đâu anh Dương ảnh xuống nhà xác, ảnh tham quan thì sao? Rồi bạn đi kiếm thử coi. Ờ, cũng có thể ha. Ê, vậy tôi chạy xuống dưới nhá. Tôi đi à. Ờ. Cái bà này không thiệt. Cái gì vậy? À, sao rồi? Chị Kim. Hả? Sao? Em gặp anh Dương chưa? Em đi tìm từ sáng giờ mà không thấy anh Dương đâu á. Nhưng mà chị yên tâm đi, em đã huy động hết tất cả mọi người trong bệnh viện đi tìm rồi. Hồi nãy á, em mới xuống nhà xác đi tìm luôn, cũng không thấy anh Dương đâu á. Cái đồ điên, cái đồ khùng, xuống dưới nhà xác gì hả? Dạ. Còn đứng đây làm gì nữa, mau đi tìm đi. Dạ. Đáng đời, lập công hả con? Cho mày chết, cho chừa cái tật nằm mơ. Chị Kim, em cũng lăn xăn đi kiếm anh Dương từ sáng giờ mà không thấy anh Dương đâu trơn á. Con điên, kiếm chi nữa hả? Anh Dương đang ở dưới sân với con cha mập kìa, thấy không? Trời ơi, vậy mà nhảy đồng đồng lên hả? Làm hả, tôi phải gọi điện, tôi điều hết tất cả mọi người đi kiếm. Chạy vô nhà xác kiếm hả? Kiếm ai trọng hả? Em xin lỗi chị Kim. Xin lỗi cái gì? Có bệnh á thì uống thuốc nha. Điên quá rồi, uống thuốc điên vô. Cảm nhận có nhà y tá đó, nó chặn nhà xác, nó tìm xác sư huynh thiệt luôn. Hình như là vậy đó. Rồi, con nhỏ này cũng ít khùng quá, kêu uống thuốc nó không chịu uống. Ông thấy tầm quan trọng của ông chưa? Ông vắng mặt mới có một chút xíu thôi á mà thiên hạ đã chạy loạn rồi. Tôi muốn vào trong nghỉ một chút. Sáng nay á, con ở xấu mà chảnh đó, nó làm cho cười với thiên hạ nữa rồi. Ai dám cười cổ đâu. Tôi nghe thông báo á, là tôi đã chạy dắt dò lên cổ luôn. Nhỏ này á, có khí tháo hài thiệt á. Hình như là thằng Dương có chuyện gì không vui hả? Thầy à, chuyện này để đừng nói với ai nha. Để mà nói với ai, huynh giận để luôn đó. Ông Cá Mập, có chuyện gì hả? Đâu có chuyện gì. Xui lúc nào cũng vậy. Người ham buồn, kệ ông đi, cho ông buồn đã cái ông vui à. À Dương, sao? Dạ, thấy sư khỏe phụ. Chưa? Đỡ chưa? Dạ cảm ơn sư phụ. Con khỏe rồi. Sư phụ có cái này cho con. Nè, bánh bông lan hả sư phụ? Bánh bông lan. Con cảm ơn sư phụ. Con ăn thử coi có ngon không? Dạ. Ngon quá sư phụ. Con bé Mai nó làm đó. Sao vậy? Cho con ăn tiếp đi con. Dạ. Ăn bánh bông lan mà cũng có nhiều tâm sự vậy sao? Dạ, con cũng bình thường mà sư phụ. Mấy hôm trước ba con có ghé tiệm thuốc. Dạ. Ba con muốn đưa con về Đà Lạt, nhưng mà sư phụ biết con với sư phụ còn duyên nên con chưa đi đâu được. Con cảm ơn sư phụ. Ăn nữa đi. Dạ thôi sư phụ. Ý, mới vừa khen bánh ngon đây mà. Sư phụ. Thôi sư phụ mới lên. Ý, sư phụ, bánh bông lan ngon sư phụ. Con mừng sư phụ hay là mừng bánh bông lan vậy? Dạ, đương nhiên con mừng sư phụ rồi. Bánh bông lan chỉ là phụ thôi. Ăn đi con. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ngon quá hả? Bánh sư phụ mua đâu ngon quá hả? Của bé Mai nó làm đó. Bé Mai làm hả? Ừ. Con bé vừa đẹp người đẹp nết mà làm bánh cũng ngon nữa. Sư huynh, ăn đi, coi như ăn sáng luôn. Huynh no rồi,
Để cứ ăn đi. Quỳnh mang thọ nha. Tẹn hết á. Bánh bông lan vô tội mà. Quỳnh đừng nghĩ lời ông ba nói làm gì. Bánh bông lan vô tội. Ăn người không ăn á có tội nhiều hơn. Cảm ơn. Dạ. Tối hôm qua Tâm ngủ chỗ anh Kiệt hả? Dạ. Hai anh em á nói chuyện với nhau tới khuya luôn ha. Không có. Anh hai vừa nằm xuống á là ngủ liền à. Không có nói gì hết trơn á. Vậy chắc hai anh em hay tâm sự với nhau lắm hả? Anh hai không có mắng chửi em là em mừng rồi. Lấy đâu ra mà tâm sự. Bộ anh Kiệt khó khăn tới vậy sao? Anh hai em á không có thích nói ra tâm sự cho người khác biết, cho nên không ai biết được trong đầu ảnh đang nghĩ cái gì đâu. Anh Dương á là bạn thân của ảnh còn không hiểu được ảnh. Anh bí ẩn lắm. Tâm nè, chị tặng em chiếc xe tay ga nha. Thời buổi này á ai còn đi xe đạp nữa em. Dạ thôi, em không biết chạy xe máy đâu. Không biết á thì mình tập từ từ, dễ lắm. Xe máy á thấy vậy chứ dễ chạy hơn xe đạp nhiều. Thôi chị ơi, em chỉ thích đi xe đạp thôi. Có mấy lần má với anh hai đều mua xe máy cho em, em đâu chịu đâu. Mà sao Tâm không chịu đi xe máy cho nó khỏe? Đi xe đạp mới khỏe chứ, vừa tập thể dục được luôn. Nếu như Tâm không thích thì thôi. Tâm nè, tối hôm qua anh Kiệt có về khuya lắm không em? Em vừa tắm xong, em ngủ một giấc tới sáng luôn, không biết gì hết. Uống nước đi em. Dạ em chào giám đốc. Chào cô Hằng. Chúc mừng cô ngày đầu tiên đi làm. Dạ em cũng đang định đến phòng giám đốc. Làm y tá không nên mang giày cao quá, không thuận lợi trong lúc di chuyển đâu. Dạ em sẽ cố gắng khắc phục ạ. Nhưng quả thật cô Hằng mang giày cao gót rất là đẹp. Cảm ơn lời khen của giám đốc. Tối nay cô Hằng có rảnh không? Tôi định mời cô Hằng đi ăn với tôi để mà mừng ngày đầu tiên cô Hằng đi làm. Con Hằng đang nói chuyện riêng với giám đốc, mình có nên nói chuyện này với chị Kim không ta? Giám đốc làm vậy em ngại quá à. Em chỉ là một y tá bình thường thôi mà. Cô Hằng khiêm nhường quá. Cô là một y tá rất giỏi, cô có triển vọng lắm đó. Giám đốc lại khen em nữa rồi. Tôi sẽ gọi taxi qua nhà cô để đón cô nghe. À không thôi á, giám đốc cho em địa chỉ đi, rồi em tự đến cũng được, không sao hết. Thôi, địa chỉ ở đó khó tìm lắm, với lại con gái đi đêm không tốt đâu. Tôi sẽ kêu tài xế quen qua đón cô nghe. Vậy cũng được. Nè, con đang có tâm sự gì nói cho sư phụ nghe đi. Dạ con muốn về Đà Lạt một thời gian. Hả? Con muốn về Đà Lạt à? Dạ. Con không muốn ở lại với sư phụ sao? Dạ con. Sư phụ nhớ lần đầu tiên gặp con ở đó, lúc đó con tiều tỉ, cả người làm như không còn sức sống vậy. Bây giờ lại muốn trở về nơi đó nữa hay sao? Con sẽ cố gắng. Sư phụ không đồng ý. Cá Mập. Dạ. Ra thầy biểu coi làm gì đứng lúc đó đó. Dạ. Con định ra mời sư phụ với huynh vô ăn cơm, mà thấy hai người nói chuyện nhiệt tình quá, con đứng con ngại. Sư phụ có nói gì đâu, sư phụ kể chuyện cổ tích nghe chơi ấy mà. Sư phụ phải chuyện cổ tích hả? Ừ. Muốn nghe không? Dạ muốn. Muốn nghe qua đây sư phụ kể cho. Dạ. Nghe. Ngồi chỗ đó. Kể đấy sư phụ. Ngày xưa có một người thanh niên tốt bụng hiền lành,
anh ta luôn đối xử tốt với mọi người. Có một lần anh ta vô tình làm tổn thương một người bạn. Anh ta càng suy nghĩ càng thấy hối hận vô cùng. Cuối cùng anh ta cầm con dao tự khắc lên tay của mình một vết thương giống như vết thương của người bạn anh ta vậy đó. Sư phụ, ông nào chịu chơi dữ sư phụ. Cái này kêu mà ăn miếng trả miếng đó sư phụ. Và anh ta tự nhủ với lòng mình, nếu anh ta lỡ làm tổn thương một ai đó, anh ta sẽ tự làm mình tổn thương giống như vậy. Theo tụi con, 20 năm sau anh ta sẽ như thế nào? Chắc trên người anh ta đầy vết thương hay sư phụ? Không phải đâu, con nghĩ ngược lại á, anh ta không làm tổn thương ai hết. Vì mỗi lần làm tổn thương người nào, anh ta khứa tay y vậy, đa quá sao dám làm. Các con đều sai hết rồi. Hả? 20 năm sau anh ta đã chết từ lâu rồi. Sao kỳ sư phụ? Một người vừa làm tổn thương người khác, vừa làm tổn thương mình, cả về thể xác lẫn tâm hồn đều đau, thì làm sao sống nổi hả con? Phải không? Mà cũng đúng. Mà hình như câu chuyện cổ tích này thấy nó lạ lạ ta. Ôi, hai đứa vô ăn cơm đi ha. Dạ. Ủa, chuyện cổ tích là trong sách nào vậy ta? Sư phụ đang nấu huynh đó. Hèn chi, thấy nhân vật này nó quen quen lắm. Mời anh chị. Cảm ơn em. Ăn đi em. Anh, hồi nãy á, ông giám đốc mời em đi ăn. Khi nào em đi? Tối nay. Em đi á, nhớ trang điểm đẹp đẹp một chút nha. Nha. Bố nói gì sai hả? Không có. Mà anh thấy là em cũng nên đi ăn tối với ông giám đốc hả? Ừ. Anh. Anh sao? Không, em chỉ sợ Thiên Kim tiểu thư biết rồi không còn để yên cho em thôi. Thì em đừng để cho cô biết. Với lại á, cô không có thời gian để ý tới em đâu. Tình yêu của cô đang ở đây mà. Tại em lo xa thôi. Chị có phải là chị Hằng không ạ? Tôi là tài xế taxi. Chị có phải là chị Hằng không ạ? Dạ phải. Ông Lâm nói 30 phút nữa tôi sẽ đến đón chị. Dạ được không ạ? Dạ được. Cảm ơn anh. Dễ chịu quá. Tay nghề của em càng ngày càng nâng cao rồi. Thì cũng nhờ anh huấn luyện thôi. Do em có năng khiếu mà. Anh. Đêm nay ở lại với em nha. Anh còn việc ở nhà nữa. Thì công việc gì thì để ngày mai làm. Tối nay em muốn ngủ chung với anh à. Không muốn ngủ một mình đâu. Em nằm xuống đi. Bộ em sợ ma hả? Thì cứ cho là vậy đi. Em á, sợ ma không nên ngủ chung với anh đâu. Anh chuyên tiếp xúc với xác chết đó. À, anh, khi mà anh đối diện với một xác chết á, anh có cảm giác gì vậy? Ban đầu á, thì anh rất hiếu kỳ, sau đó thì lại rất là hứng thú. Ghê chết đi được à.
Em có bao giờ tiếp xúc với một xác chết chưa? Thôi đi, em mới vừa nghĩ tới thôi thì nổi hết da gà rồi nè. Nhìn em còn không dám nhìn, đừng nói chi là tiếp xúc. Thật ra tiếp xúc với một xác chết thì hiền hơn người sống rất nhiều. Ít nhất á, họ sẽ nằm im, mặc cho mình mổ xẻ. Lúc đó em sẽ nhìn thấy một quả tim con người sẽ trông như thế nào. Đó không phải là một điều rất thú vị hay sao? Trời ơi, anh biến thái, biến thái quá à. Mùa này thu không bằng mùa trước, làm rẫy bây giờ khó khăn quá. Phải chi mà mày bằng một nửa anh mày, tao đỡ khổ biết mấy. Thì má để rẫy con làm cho, má nhà nấu cơm đi. Thôi đi ông tướng, nấu nồi cơm còn không chín nữa, còn bị đặt. Rồi tính lông bông vậy hoài sao con? Thì con làm rẫy với má, chứ có lông bông đâu. Mày tính làm rẫy suốt đời hả? Thì ba má cũng làm rẫy mà. Cái thời của ba má thì khác. Làm rẫy cũng làm giàu được mà má. Bộ mày muốn chôn chân đây hoài sao được? Đi ra ngoài phố thì đổi đời với người ta. Thì đời cũng đẹp rồi, cần gì phải đổi. Nói cái gì cũng cãi được hết trơn á. Cái gì mà con vợ nó sủa dữ vậy ta? Dạo này trộm giặt nhiều lắm đó, cửa nẻ phải cẩn thận. Hở ra là nó chôm liền đó. Xã mình xưa giờ có trộm giặt đâu má. Hồi đó không có, mà bây giờ thì có. Cũng mấy cái thằng lông bông không nghề không ngỗng như mày vậy đó. Con có nghề làm rẫy chứ bộ. Nói mày hoài sao mệt quá. Con đi ra ngoài một chút nha. Tối thui mà mày còn đi đâu nữa? Thì con ra ngoài một chút con về liền. Con trai mới lớn à, mà mày đặt đi chơi đêm nữa. Thì có gì con đem cháu nội về cho má nuôi. Trời đất ơi, anh á cũng đã mổ rất nhiều xác chết rồi, chắc sẽ có nhiều quan hồn đi theo anh lắm. Em mà ngủ chung với anh á, không chừng á tối nay em sẽ nhìn thấy á. Anh hù em đó hả? Em á gì mà cũng sợ ma nữa hả? Ma ai mà không sợ chứ. Anh có sợ đâu. Anh biến thái mà sợ gì. Anh còn cười nữa hả? Ghét quá. Anh á, nhìn em bây giờ rất là dễ thương. Rất con gái. Hèn gì á, hồi còn đi học á, tụi bạn anh á thích nhất á là chọc con gái nổi giận hay hoảng sợ. Bây giờ á, anh mới hiểu được cảm giác đó. Vui thiệt. Ghét quá, còn cười được nữa hả? Thì ra nhược điểm chung của phụ nữ là sợ ma. Vậy nhược điểm chung của đàn ông là gì vậy? Đàn ông á không có nhược điểm chung đâu. Mỗi người sẽ có một nhược điểm riêng biệt. Vậy nhược điểm riêng của anh là gì vậy? Dạ gì mà nói cho em nghe. Hình như em thấy thì anh không có nhược điểm gì hết trơn á. Em cứ cho là vậy đi. Dạy dột nhất của đàn ông á là để cho phụ nữ biết nhược điểm của họ. Như vậy á, họ sẽ rất dễ bị trói buộc. Anh, vậy anh nói cho em nghe đi, nhược điểm của anh Dương là gì? Nó hả? Luôn luôn muốn sống bình yên và không muốn gây đau khổ cho ai hết. Nhưng kết quả thì ngược lại. Khi gây đau khổ thì nó tìm cách bù đắp. Nhưng nó càng bù đắp thì đối phương của nó lại càng đau khổ, mà bản thân nó lại càng khổ hơn. Bù đắp. Nè, em đang định làm gì đó. Bạn anh đó, nó đang nằm bệnh viện, để cho nó yên đi. Mà anh Dương á, anh từng gây đau khổ cho ai nhiều nhất? Người khổ vì nó thì vô số kể. Anh còn nghe nói có một cô gái và vì nó
mà treo cổ tự tử. Hả? Trời ơi, thấy ghê vậy. Bạn anh á, nó lợi hại lắm. Mà anh có biết cô gái đó không? Anh nghe nói đâu ở trên Đà Lạt, anh cũng không biết rõ lắm. Nè, không phải em sợ ma sao? Bây giờ con muốn tìm hiểu một con ma treo cổ nữa. Không biết chừng hên tối nay em lại gặp cổ thì sao? Ghê quá. Ma ở đâu em chưa thấy, bây giờ chị thấy trước mắt em có một con ma nè. Gì? Dám nói anh là ma hả? Thì anh là ma đó. Anh là con quỷ chứ là ma gì. Anh cắn cổ em cho xem. Thôi con đi đâu vậy? Dạ con ngủ không được nên xách xe con chạy vòng vòng. Còn bác đi đâu đây? Bác đi mua đồ. Chạy ngang đây tự nhiên xe nó hư. Bác định vô hỏi mai có gì để mà sửa xe đó mà. Dạ đừng nói hết xăng nha, căng lắm nha bác ba. Trời ơi, xe cà rịch cà tàn mà. Bác mới đổ xăng đầy ngày hôm qua đó. Thầy Xuân về chưa bác ba? Về rồi, đang ở tiệm thuốc á. Con không ngủ được, con tính đạp xe qua tiệm thuốc chơi. Mà con sợ không có ai ở đó. Giờ này chắc thầy cũng chuẩn bị đi ngủ rồi con. Mà bác ba nè, con nghe má con nói dạo này gần đây xã mình á nhiều trộm cướp giặt lắm á. Bác có nghe gì không? Bác cũng nghe nói vậy. Chị Mai á, chị ở nhà con mình à. Con thấy nguy hiểm quá. Lỡ mà trộm đột nhập vô nhà, con không biết chuyện sao nữa. Tội nghiệp. Con gái ở nhà của mình đêm hôm vắng vẻ. Để bắt con cái xe sao ta. May quá, nó nổ rồi con. Thôi bắt ba về nha con. Con cũng về sớm đi ha. Dạ. Ngon lắm nè. Quỳnh ăn không? Để ăn đi, Quỳnh không có đói. Quỳnh đang suy nghĩ gì vậy?
đừng có định bỏ trốn nha. Xung quanh đây đệ đã mai phục hết rồi, huynh có một cánh cũng bay không được nữa. Huynh đừng có ý định bỏ trốn. Có trốn cũng đâu có trốn được. Biết vậy thì tốt. Không trốn được đi ngủ đi. Bánh này để mình đệ ăn cho. Anh Kì... Dương. Trời ơi, ban đêm cũng không tha nữa hả trời. Có chuyện gì vậy? Sao sao mà rủ rượi, sao mà tàn tạ chứ? Để ra ngoài một chút đi. Để ra ngoài đi. Để ra bên ngoài á nha, có gì la lên á. Thấy cái dòng này nó ám lắm á, không ổn đâu. Ý, đừng có cắn tôi nha. Anh Dương. Có chuyện gì hả Kim? Em không có ngủ được. Kim bị mất ngủ hả? Em cũng không có biết nữa. Mà tự nhiên đêm nay em ngủ không có được. Lúc nào em cũng suy nghĩ đến anh hết trơn á. Em sợ là anh có chuyện gì nên em chạy vô đây nè. Tôi cũng không ngủ được. Hai đêm nay tôi cứ trằn trọc hoài, không chợp mắt được. Có lẽ do ban ngày không làm việc gì. Hồi đầu hôm á, em cũng có ngủ được một chút, nhưng mà đến khi nằm mơ á, em sợ quá à. Kim mơ thấy cái gì? Em mơ thấy mình đi lạc giữa rừng thông, có ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bỗng nhiên em thấy trên cây thông có người treo cổ tự tử. Tấm vải trắng bay phất phơ, thấy ghê lắm anh Dương ơi. Rồi cô gái đã mở mắt ra trừng trừng nhìn em. Cái em sợ quá, em la lên. Cái cô gái đó bay từ trên cây xuống đè lên người em. Đến lúc đó em sợ quá, cái em giật mình vậy luôn à. Thì ghê lắm anh Dương ơi. Kim nằm mới như vậy thiệt hả? Dạ. Bây giờ nghĩ tới em còn sợ nữa nè anh. Kim có nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó không? Lúc đó em sợ quá, đâu có dám nhìn đâu mà thấy mặt cô ấy. Thôi Kim đừng có sợ, chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng mà giấc mơ đó rất là thật. Trời ơi, anh có mập. Sao vậy này không ngủ? Em đang trực mà. Trực sao ở phòng trực mà đứng trực ở đây? Đi vòng vòng rồi ngó nghiêng xem tình hình bệnh nhân như thế nào. Xù đá quá. Đặc biệt á là bệnh nhân phòng này phải không? Có một sự chăm sóc thái quá.
Bà biết chuyện gì chưa? Biết chuyện gì? Thiền Kiều tiểu thư đó, ngày hôm qua ở trong phòng anh Dương tới khuya luôn. Sao bà biết? Ở ngoài kia người ta đùng rần lên hết trơn rồi kìa. Mà công nhận ai gan thiệt, dám đồn chuyện của Thiên Kim tiểu thư. Bà mà biết được hả, bà xé tan xác ra. Thiên Kim tiểu thư ở trong phòng anh Dương cả đêm. Ừ. Chắc là con ông đã tỏ đường đi lối về rồi. Bà đang nói gì vậy? Trời, bà dốt quá. Tôi á nói văn chương chút xíu thôi mà bà cũng không hiểu nữa. Bà nghĩ là tôi không hiểu hả? Nhưng mà bà nói sai rồi. Không phải là con ông đã tỏ đường đi lối về, mà là kế hoạch đã thành công. Gì? Sao bà nói khó nghe quá vậy? Nói như vậy á là chưa lột tả hết bản chất của vấn đề nữa. Ý bà nói là Hiên Kim tiểu thư gà anh Dương hả? Chuyện rõ mười mưa như vậy rồi mà còn hỏi nữa. Thời đại này là thời đại nào rồi, ai mà còn xài cái chiêu đó nữa. Cũ rích. Xin lỗi nha, cũ mà hiệu quả đó. Anh Dương là một người đàn ông rất là có trách nhiệm. Nếu như tai ảnh trót nhúng chạp thì chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm, và cô ấy sẽ trói buộc anh được cả đời. Đúng là một câu chuyện rất là hoàn hảo. Bà đang kể chuyện cổ tích hay chuyện của 200 năm về trước vậy? Không phải chuyện cổ tích, mà cũng chẳng phải là chuyện ngày xưa, mà là chuyện của thời nãy thời nay. Anh Dương á là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Con nhỏ này nó cũng có lý. Mình sẽ báo cho chị Kim biết mới được. Đương nhiên là không được rồi. Đồ điên. Cái cách hèn hạ như vậy mà cũng nghĩ ra được, đúng là đồ khùng. Ủa, em thấy cũng hay mà chị. Cách đó không được hả? Được được cái con khỉ á. Làm như vậy á còn gì là thể diện của Thiên Kim tiểu thơ nữa chứ. Đúng rồi đó. Em bậy quá. Em xin lỗi Thiên Kim tiểu thơ nha. Thôi, lúc này á là điên lắm rồi nghe. Làm cái gì cũng không xong hết trơn hết trọi á. Cho ý kiến thì tầm bậy tầm bạ, làm việc thì lung tung. Đưa ra ý kiến á tào lao mía lao gì đâu không hà. Dạ em xin lỗi chị nha. Liệu hồn đó. Khùng á thì khùng vừa vừa thôi, chừa cho người khác người ta khùng với. Có nhiều á dành khùng hết hà. Bực bội à. Ý kiến hay vậy mà nói ý kiến tào lao. Không làm theo tôi hả? Còn lâu bà mới lấy được chồng đó bà nội. À, Kim nằm mơ thấy như vậy thiệt hả? Tối hôm qua Kim kể như vậy đó. Chuyện nằm mơ không có cơ sở gì hết. Ông đừng để ý đến nó làm gì. Tại sao Kim lại nằm mơ thấy Nguyệt? Cô có biết cô Nguyệt thế nào đâu. Chắc cụ coi phim ma nhiều quá cho nên bị nhiễm thôi. Tôi nghe người ta nói tuy thân xác người ta chết đi nhưng tâm hồn vẫn còn. Tôi không biết có đúng hay không. Ông muốn biết á thì chết thử đi rồi biết. Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm lắm, không rảnh mà ở đây bàn chuyện mộng mị với ông đâu. Nè, ông đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ông cũng rảnh thiệt á. Thôi tôi đi làm đây. Anh Dương. Bánh bông lan của anh à? Ở đâu em có? Thì anh cứ ăn đi. Bánh trái đừng có hỏi nguồn gốc, đừng làm em khó xử. Em ăn giùm anh đi. Anh không thích ăn bánh bông lan. Em cũng không thích nữa. Nếu mà anh không thích đó, em đi quăng thùng rác. Em làm gì vậy? Thủ tiêu. Em đừng có làm vậy. Đồ của anh nè, tự xử đi.
Ông Minh, có chuyện gì không? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện gì cứ nói đi. Chuyện của cô Nguyệt ở trên Đà Lạt gì đó, ông có biết không? Biết. Sao ông biết hay vậy? Chuyện gì tôi muốn biết thì tôi sẽ biết thôi. Chuyện đó như thế nào? Tại sao tôi phải nói cho anh? Vì tôi có ơn cứu mạng đối với anh. Ơn cứu mạng đối với tôi? Anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu hôm đó tôi không cấp cứu cho thằng Dương kịp thời thì bây giờ anh không có được bình an đứng ở đây đâu. Không phải tôi đã cứu anh rồi hay sao? Được, tôi cũng không muốn mình thiếu nợ người khác. Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe. Khi mà tôi kể cho anh Dương nghe, tôi nằm mơ thấy cái cô gái đó treo cổ ở trong rừng thông. Mặt anh Dương biến sắc liền bà. Anh thay đổi thái độ với tôi liền. Cô gái đó vì si tình anh Dương mà treo cổ tự tử đó. Lúc nào anh cũng cảm thấy có lỗi với cổ hết. Nhưng mà tôi nghĩ hoài không có ra. Chuyện con nhỏ đó treo cổ tự tử đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tự nhiên đặt ra chuyện nằm mơ làm gì ạ? Bà không có hiểu được đàn ông rồi. Họ làm lỗi gì đó thì họ luôn luôn tìm cách để chuộc lỗi. Cái gì? Con nhỏ đó chết quách rồi, còn bù đắp được gì nữa? Đương nhiên rồi, người chết rồi thì không bù đắp được, nhưng sẽ bù đắp cho người còn sống. Trời ơi, làm sao? Không hiểu. Bà nói bà nằm mơ thấy con nhỏ đó. Chắc chắn anh Dương sẽ nghĩ giữa bà và con nhỏ đó có liên quan gì đó. Anh Dương thấy có lỗi với nó thì sẽ bù đắp cho bà thôi. Có lý. Quá có lý đi chứ. Nhưng mà tự nhiên tự nhận mình có liên quan đến người chết, còn lợi dụng nó nữa. Sao thấy ghê quá bà ơi. Nói nghe nè, có cách nào khác không? Nè, đường đi đến tình yêu còn nhiều đồi dốc lắm. Bà phải đi từng bước một. Ban đầu bà phải làm cho ảnh tò mò, sau đó phải làm cho ảnh thương cảm đến thương hại, rồi sau đó mới đến yêu thương được, biết không? Nghe bà nói tôi ham quá à. Nhưng mà không được bà ơi. Lỡ nửa đêm tôi đang ngủ, rồi con nhỏ đó nó dậy nó kiếm tôi thiệt rồi sao? Bà, tôi nghe nói nha, mấy cái người mà treo cổ tự tử á là chết linh lắm á. Trời ơi, bà lo gì? Con nhỏ đó có biết bà là ai đâu. Hồi đó không biết, nhưng mà bây giờ nó biết. Nó chết rồi đó. Chính vì nó chết rồi tôi mới sợ đó. Nếu mà nó còn sống á, nó đâu phải là đối thủ của thiên kim tiểu thơ tôi. Cái miệng của bà nha, nói bậy nói bạ không à. Tôi quen vậy rồi mà nè. Nhưng mà con nhỏ đó, không, cái chị đó tên là gì vậy? Nguyệt. Ê, sao bà biết được chuyện này vậy? Thì tôi nghe giang hồ đồn, tôi có người quen trên Đà Lạt mà. Như vậy á thì cái chết của cô Nguyệt đâu phải lỗi của thằng Dương đâu. Nếu nó từ chối cổ ngay từ đầu thì cổ đâu đến nỗi phải ôm mối tình si rồi thất vọng tìm đến cái chết. Cô gái này nông cạn quá. Mà tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, sự thật ra sao tôi cũng không rõ. Nhưng để một cô gái phải quyết định tìm đến cái chết, chắc chắn phải có chuyện gì đó to lớn lắm. Không chỉ đơn giản bị từ chối tình yêu đâu. Thôi, tôi không còn nợ nần gì anh nữa nha. Sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Cô đến hồi nào vậy? Cũng được một lúc thôi. Xem ra anh đã lấy lại được phong độ rồi đó.
Tôi đã làm theo ý của cô rồi đó. Tôi kể cho Kiệt nghe chuyện của Nguyệt rồi. Bây giờ tôi được lợi ích gì đây? Trước tiên anh sẽ được một số tiền. Tiền? Phải. Tôi là người buôn bán nên rất sòng phẳng. Nè, sao vậy? Anh đừng có nói với tôi là anh không cần tiền nha. Tiền? Cần chứ. Ai mà không cần tiền? Tôi nghĩ cô cũng thẳng thắn quá. Đã là bạn bè thì phải nên thẳng thắn với nhau, thì tình bạn mới dài lâu được. Cái lợi thứ hai của anh á, là anh sẽ bớt đi một tình địch. Khi Dương và Kim đến với nhau thì Mai sẽ là của anh. Một việc làm vừa có tiền lại vừa được tình. Anh lời quá rồi còn gì. Đúng vậy, tôi phải cảm ơn cô rồi đó. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chúng ta hợp tác vui vẻ là được rồi. Tôi thấy cô cũng mạo hiểm lắm đó. Dám kêu người yêu cũ đi nói chuyện với người yêu mới. Anh đừng có nhiều chuyện quá, nhất là những chuyện không liên quan tới mình. Tôi nhắc nhở cô thôi. Thằng Kỳ không phải dặn dừa đâu. Những người hỉ nộ ái ố không để lộ ra ngoài thì trong tâm họ rất là xấu đó. Anh đừng nói chuyện của người khác nữa, lo chuyện của mình đi. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô thôi mà. Dù gì chúng ta cũng đã từng... Anh cầm tiền rồi im đi. Cảm ơn cô chủ. Hằng. Anh Kiệt, có chuyện gì hả? À, thấy em đi thẫn thờ, anh gọi em thôi. Bộ em đang suy nghĩ chuyện gì hả Hằng? Em đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua em đi ăn với ông giám đốc có vui không? Cũng bình thường thôi à. Ông giám đốc đối xử với em tốt lắm. Lại có người tốt với em nữa rồi. Xã hội này công bằng thiệt. Anh đối xử tốt với em là vì thương hại em đúng không? Sao em lại hỏi như vậy? Em chỉ muốn biết thôi. Đúng là con gái khó hiểu thiệt. Bị người ta ăn hiếp á, thì khóc lóc, còn được người ta đối xử tốt á, thì thắc mắc. Không biết sao á, mới vừa ý người đẹp đây. Thôi, em đi làm việc đây. Thái độ của ảnh như vậy là sao? Tặng người đẹp. Em cảm ơn ông giám đốc. Mời em. Xin lỗi ông giám đốc là em không biết uống rượu. Rượu này rượu nhẹ thôi, không có gì đâu. Em dùng thử đi. Dạ. Hôm nay em đẹp lắm. Em cảm ơn ông giám đốc đã khen. Em thích không khí ở đây không? Dạ thích. Ông giám đốc làm em ngạc nhiên quá à. Nếu em thích thì tôi có thể mời em đi ăn tối mỗi ngày. Em thích qua ly trắng này không vậy? Dạ thích. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy em tôi càng nghĩ đến qua ly trắng. Qua ly trắng là một loài hoa cao quý và sang trọng. Em chỉ là một cô y tá bình thường thôi à. Sao lại dám so sánh với hoa ly trắng được? Em không có bình thường đâu. Tôi đã biết em như một cành hoa ly trong trắng và sang trọng.
Tôi xin lỗi, vì có lẽ tôi quá đường đột làm cho em ngại. Thật ra tôi thích muôn văn lắm. Tôi ước mơ được trở thành một nhà văn. Vậy tại sao ông giám đốc lại chọn ngành y? Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Để hôm nào có thời gian, tôi sẽ tâm sự với em nhiều hơn. Hy vọng em thích buổi tối hôm nay. Nãy giờ nói chuyện đâu đâu, mời em dùng. Dạ. Mời em. Mời em. Dạ. Đêm qua đi ăn tối với ông giám đốc chắc vui dữ ha. Chị... Tại chị kinh doanh nhà hàng nên có một số người quen làm chung ngành nghề. Nhưng mà em yên tâm đi, chị không có nhiều chuyện đâu. Nhưng chị muốn nhắc nhở cho cưng một điều: đừng có trèo cao quá, bởi vì trèo cao sẽ té đau đó. Cưng muốn một bước lên làm Phượng Hoàng thì phải qua rất là nhiều cửa, trong đó có một cánh cửa rất là ồn ào, phức tạp và khó qua. Đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Chị đang nói tới chuyện gì vậy? Chị nói chuyện gì thì cưng cũng phải thừa hiểu rồi. Đừng chỉ dựa vào một chút nhan sắc thì muốn làm gì thì làm. Chân dài thì óc cũng phải dài chứ, hiểu không? Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Không cần phải cảm ơn đâu, chị chỉ nhắc nhở nhẹ cưng thôi. Chị nhắc nhở cho tôi thì không biết ai sẽ nhắc nhở cho chị. Còn ranh, đừng có vội lên mặt với ta. Con quỷ hồ đi tinh, vừa hô, vừa xấu, vừa dữ. Ê, quỷ nhỏ, đi đâu mặt béo xẹo vậy? Béo xẹo đâu, mà sao khi nền Dương nhập viện lâu quá vậy? Em thấy anh khỏe như trâu rồi mà. Sư huynh đi đứng ăn uống bình thường mà ta. Thì anh đưa anh về tiệm thuốc đi. À, có lý á. Ủa, sao anh cá mập quay lại vậy? À. Đã nghi lắm nghe. Tự nhiên kêu về tiệm thuốc có ý gì đây? Không thể nào tin được. Không tin thì thôi. Mà hả, những người không tin em á thường không có kết quả tốt đâu. Thí dụ một chuyện nghe chơi. Có một hôm em có linh cảm không tốt về anh Dương. Sau đó biết không, Anh Dương hả? Về Đà Lạt đi. Mà anh đâu có chịu nghe đâu. Em nói từ sáng tới chiều luôn, cũng thèm để ý em nữa. Em linh cảm thế nào cũng có chuyện xảy ra. Em mới điện thoại kêu anh hai em về. Mà bữa đó đó, linh thiệt. Anh Dương á, bị anh Minh cầm con dao đâm ót gì nè. Mất máu hả, xém chết luôn. Mày hầu tao hả bưởi? Anh không tin á thì hỏi anh hai với anh Dương đi. Nguy hiểm quá, phòng cháy hoặc chữa cháy. Nguy hiểm quá, phòng cháy chữa cháy. Ơi sư huynh, về tiệm thuốc gấp, mau lên. Tiệm thuốc có chuyện gì hả? Tiệm thuốc không có gì, nhưng mà huynh có. Về mau, không có thể nào giải thích đâu. Nhưng chuyện gì để nói cho huynh biết, chuyện gì xảy ra chứ? Đi giữ đi nói sao, về giữ kể nghe một ngày cũng được nữa. Rồi mình có xin ý kiến bác sĩ gì chưa? Huynh khỏe rồi, coi đâu, nếu bệnh lại kêu ông Kiệt với chiếc thuốc. Sư huynh, để nói lạ quá, còn thủ tục nữa làm chi? Thủ tục làm sao, đóng tiền thôi mà, giấy tờ thôi. Mạng người mới quan trọng, đi mau lên. Còn đồ dùng tùm lum hết trơn kìa. Để chở đây gom hết cho huynh. 1 phút 30 giây gom mới phèo là xong liền. Mau lên, dễ. Đi, mau, đi. Mau lên. Thì từ từ. Từ từ gì, mau lên.
Ê, mau lên thăm. Phụ anh, kéo sư huynh về coi. Dạ, thôi anh Dương về đi. Rồi. Về tìm thuốc đi. Đi, mau lên. Về nè. Đi, nhanh lên. Từ từ chứ, hai người đừng áp giải tôi như tội phạm vậy. Đi nhanh. Đi, mặc dép vô. Còn đồ đạc để cho huynh thay ra chứ. Thay đồ hả? Gọi thay đồ đi. Hai tôi đứng đây đợi nè. 1 phút 30 giây. Không thay được đồ, tôi xé đồ tôi bỏ đó. Mau lên. Nhanh đi. Mau lên. Alo, chị Kim hả? Chị ơi, em thông báo một tin quan trọng nè. Anh Dương á, bị ông cá mập á, bắt giải đi mất tiêu rồi. Áp giải cái gì? Dạ, anh Dương bị ông cá mập á, lo đi mất tiêu rồi. Mà em nghe là hình như bắt anh Dương về tiệm thuốc đó chị. Anh chưa được xuất viện mà, sao không ngăn lại? Trời, ông mập lo anh Dương đi rồi. Giống như là một trận cuồng phong bão táp gì đó, em cản không có được. Không hả? Giờ này còn nói chuyện văn qua nữa hả? Ngăn cản lại liền. Dạ dạ, anh biết rồi. Đi, về tới đây là an toàn rồi, mau lên. Thì từ từ, tới rồi mà. Đi vô. Đi vô đi. Thưa sư phụ mới về. Thưa sư phụ con mới về. Hai đứa con làm gì ồn ào quá vậy? Dạ không có gì hết trơn sư phụ. Sư huynh khỏe rồi, con đưa sư huynh về, không có làm gì nữa sư phụ. Để vô lý quá. Đã vậy đó, xa lướt gần không à. Thôi, đã về tới nhà rồi thì thôi. Sư phụ, có lý nhất. Thôi, hai đứa con ngồi xuống đây uống nước trà đi, cho nó hạ nhiệt. Dạ cảm ơn sư phụ, uống trà kìa. Nè, uống trà đi con. Dạ. Dạ. Trà có ngon không vậy con? Dạ ngon. Ngon thì uống thêm ly nữa đi ha. Dạ. Nè Dương, con uống trà rồi vô ngủ giấc cho ngon nha. Cá mập. Dạ. Con ra coi thu xếp những gì còn lại của sư huynh. Dạ. Sư phụ anh Minh. Ừ. Trời ơi. Chị, chị bình tĩnh, bình tĩnh đi chị. Tại sao không chịu ngăn cản cha cá mập đó lại chứ hả? Trời ơi, nghĩ sao vậy chị? Ổng 140 kg, em có 40 kg à, sao em ngăn nổi ổng? Bây giờ phải làm sao đây? Đồ vô dụng. Vô dụng quá hả? Bình tĩnh, bình tĩnh đi chị. Bình tĩnh cái gì? Cha cá mập ta thề không đổ chơi chung với nhà ngươi. Kìa Kim, bà kỳ quá, làm gì mà la lối ôm xòm vậy? Coi chừng người ta nhìn thấy, người ta đồn rùm lên làm sao. Ở đây ai đồn hả? Có 3 người, chẳng lẽ tôi đồn, bà đồn hay con nhỏ này nó đồn? Em không dám đâu chị Kim. Bực bội hả? Đi đi, nhanh. Thôi đi đi em. Đi. Dạ. Thôi làm ơn đi, giữ danh giá thiên kim tiểu thư giùm tôi cái. Nè đừng có bực bội nữa, tôi có bí kíp võ công này đưa cho bà đây, bảo đảm bà vui liền. Giấy gì đây? Đây là những thói quen hàng ngày của cô Nguyệt. Nguyệt nào? Đưa cho tôi làm gì? Trời ơi bà quên hả? Thì Nguyệt ở Đà Lạt đó. Trời ơi. Cái cô Nguyệt mà tự tử đó hả? Trời đất ơi, bà nhỏ tiếng thôi. Đây là những thói quen và sở thích của cô Nguyệt khi còn sống, bà phải coi cho kỹ rồi học theo, nghe chưa? Học theo nữa hả? Ừ. Đã giả thì phải giả cho giống, bà phải bắt chước sao cho giống y như cô Nguyệt thì anh Dương mới thương và yêu bà nhiều, hiểu không? Bà khùng quá à, tự nhiên kêu tôi bắt chước người đã chết, thấy ghê quá à. Thì phải ráng lên, nhớ đọc cho kỹ và làm theo nghe không? Buổi sáng thức dậy lúc 4:30. 5 giờ ra bờ hồ Xuân Hương đi dạo. 6 giờ đi ngắm sương mù. Hả? Trời ơi công nhận bà nội này rảnh thiệt. Trời đất ơi, hả? Bà điên hả? Sao dám xúc phạm người chết vậy? Coi chừng nghe, người ta quở bà chết luôn á. Trời ơi, em xin lỗi chị Nguyệt. Trời ơi, chị Nguyệt có đây nghe đừng giận em nha. Xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi. Nhỏ nhỏ thôi. Nè, ráng đọc và làm theo nghe không?
Sư phụ. Sao con? Ngủ giấc khỏe rồi hả con? Dạ, con cảm ơn sư phụ. Con ngủ chứ sư phụ có ngủ giùm con đâu mà con cảm ơn. Về trà của sư phụ mà con mới ngủ ngon đó. Trà của sư phụ chứ đâu phải thuốc ngủ đâu. Dạ. Sư phụ, con có chuyện này muốn hỏi sư phụ. Con cứ nói đi. Con nghe người ta nói, dù thể xác con người đã chết nhưng linh hồn vẫn còn. Như vậy có đúng không sư phụ? Không đúng. Có nghĩa là con người khi chết rồi thì không còn gì cả. Cũng không đúng. Vậy là sao hả sư phụ? Còn linh hồn cũng không đúng, mà mất hết hoàn toàn lại càng sai. Cô chưa hiểu ý của sư phụ. Cô uống trà đi. Sao? Con thấy hương vị của trà như thế nào? Dạ thơm lắm. Nếu con muốn có một ly trà ngon để uống thì con phải làm gì? Dạ, thì con phải pha trà. Con lấy gì để pha? Con lấy trà khô bỏ vào bình rồi chế nước sôi vào. Nếu con có trà mà không có nước sôi, con pha được không? Dạ không. Nếu con có nước sôi mà không có trà, con có pha được không? Dạ không. Con phải có đầy đủ nhân duyên thì mới pha được một ly trà đó con. Đời người nó cũng giống như một ly trà. Nếu con làm rơi cái ly trà xuống đất thì chuyện gì xảy ra con biết không? Ly trà sẽ bị bể, trà sẽ bị đổ xuống đất hết. Lúc đó cái ly không còn là cái ly nữa, mà nó là miễn ly. Nước trà nó sẽ hòa xuống lòng đất, hương trà nó sẽ bay lên không khí rồi tan biến, đúng không? Người chết cũng giống như một ly trà bị dở, không mất đi hoàn toàn nhưng không còn nguyên vẹn như cũ đâu con. Vì con không hiểu cho nên con còn đắm chìm trong đau khổ. Dạ con tối dạ quá, phụ lòng chỉ dạy của sư phụ. Anh Dương khỏe không em? Dạ anh Dương về tiệm thuốc rồi. Anh Dương được xuất viện rồi hả Tâm? Dạ. Vậy thì chị mừng quá. Chị Mai nè, bánh bông lan chị làm á, ngon lắm. Tâm thích hả? Dạ. Vậy ngày mai chị làm cho Tâm một hộp ha. Chị làm cho bác Ba một hộp nữa nha. Bác Ba quan tâm chị nhiều lắm á. Từ ngày ba mẹ chị mất tới giờ, bác Ba luôn quan tâm tới chị. Chắc là bác không có con, còn chị thì một con một mình, nên bác mới quan tâm như vậy. Đâu phải có mình bác Ba quan tâm đến chị đâu, còn nhiều người quan tâm đến chị lắm. Chẳng hạn như là Như là thầy Xuân chẳng hạn. Chị đang chuẩn bị nấu cơm, ở lại ăn cơm với chị luôn nha. Thích ngắm hoàng hôn có sương mù, thích uống sữa đậu nành nóng, thích thiêu tranh hoa bướm. Chị Nguyệt này cũng lãng mạn quá ha. Tôi thấy lãng xẹt thì có. Em xin lỗi chị Nguyệt, em lỡ lời, bỏ qua cho em nha chị Nguyệt ơi. Bà suốt ngày cứ vậy không à. Ê mà nè,
Tôi thấy bà nên đăng ký học theo đi. Theo? Ê, tôi nghe giang hồ đồn á là gần đây bà Hằng được giám đốc mời đi ăn tối. Ăn tối hả? Ở một nhà hàng rất là sang trọng. Bà nghe đồn vậy? Thì khoa cấp cứu á đang đồn rầm lên kìa. Tới tay Thiên Kim tiểu thư chưa? Ai mà biết, tôi nghĩ chắc là chưa đâu. Nếu không á, đâu có sống yên gái lặng như vậy. Lo làm không lo, tối ngày ngồi đó mà tán. À, mà quên nữa, hồi sáng giờ hai bà có thấy bà Hằng đâu không? Ai mà biết đâu, chắc là đi với bác sĩ Kiệt rồi. Bà Hằng với bác sĩ Kiệt đúng là một cặp trời sinh ha. Họ đẹp đôi quá trời luôn. Đúng là trai tài gái sắc mà. Chào mấy người đẹp. Hả? Ê, anh Kiệt. Dạ, chào anh Kiệt. Anh Kiệt. Anh Kiệt này á, linh chưa? Mới vừa nhắc á là có mặt liền. À, em xem trong này có mấy tô thuốc á. Em xuống dưới lấy giùm anh đi. Ừ, dạ. Ừ. Sao? Mấy người đẹp á đang nói gì vui vậy? Tụi em đang bàn tán về anh Kiệt cho nên mới vui như vậy. Bàn tán về anh hả? Ừ. Anh hân hạnh quá. Anh Kiệt á là hot boy của bệnh viện mình mà. Tụi em á nói chơi với nhau nghe thôi, đừng có nói ra ngoài mất công á, người ta tưởng anh là hot boy tự phong á, lúc đó thì khổ cho anh lắm. Đâu có, anh đâu phải là hot boy tự phong đâu. Cái này á là tụi em bầu chọn cho anh á, đúng không? À, cảm ơn các người đẹp đã ưu ái cho anh. Không biết á, anh phải làm gì để đền đáp công ơn lại cho mấy người đẹp đây? Có vẻ như là một cái buổi ăn chiều rất là hợp lý đúng không bác sĩ Kiệt? Còn phải có cà phê nữa chứ. Ừ. Ok, chuyện đó không thành vấn đề. Chiều nay mình sẽ gặp nhau ở căng tin. Dạ. Nếu vậy thì á, mình rủ thêm qua Khôi Hằng nữa đi. Chứ nếu không tụi em có lỗi với anh Kiệt lắm đó nha. Ừ, cũng được. Rủ thêm Hằng cho vui. Em nghe giang hồ đồn đại là anh Kiệt với Hằng đang quen nhau hả? Ai đồn thổi cho anh về cái dinh hạnh đó nữa vậy? À, nói vậy cái đó chỉ là tin đồn thôi hả anh Kiệt? Thì mấy em vừa nói đó, đó là chuyện giang hồ mà. Mà không có lửa sao có khói được. Đúng rồi đó anh Kiệt. Sao giang hồ không có đồn đại là em với anh Kiệt quen nhau mà lại đồn anh đi quen với bà Hằng? Mấy người này lạ ghê á. Anh Kiệt đã nói không có là không có rồi anh Kiệt ha. Ừ. Dạ, em chào giám đốc. Chào em. Tôi có món quà này tặng cho em. Tặng em hả? Ừ. Sao tự nhiên giám đốc lại tặng quà cho em? Với lại hôm nay đâu phải là ngày đặc biệt gì đâu. Mỗi ngày con người được sống đều là một ngày đặc biệt. Em cứ nhận đi, em đừng ngại. Dạ, em cảm ơn giám đốc. Hy vọng là em sẽ thích món quà này của tôi. Nhưng mà em sợ là em không xứng đáng với món quà mà giám đốc tặng em. Em rất xứng đáng. Tất cả mọi thứ xinh đẹp và sang trọng đều rất xứng với em. Dạ. Tối nay nếu như em có thời gian, tôi xin phép mời em đi ăn tối. Em... Thôi, em đừng có trả lời vội. Thời gian từ đây đến tối còn lâu mà. Em cứ từ từ suy nghĩ. Tôi có thể chờ em. Em có thể từ từ rồi nhắn cho tôi biết. Dạ, em cảm ơn giám đốc. Thôi, tôi có việc phải đi trước đây. Tôi hy vọng là sẽ sớm nhận được tin nhắn của em.
tôi đi nha. Dạ. Chị vô sổ mấy cái bill hết rồi, còn mấy bàn sau này chưa tính tiền, em vô sổ giùm chị nha. Dạ. Không. Ủa, anh xuất viện rồi hả? Tôi nói chuyện với cô một chút được không? Tại sao không? Ngồi đây hả chị? Anh ngồi đi. Sao, có chuyện gì? Cô chủ, cô vẫn cho tôi tiếp tục làm việc lại chứ? Ok, chúng ta vẫn là bạn mà. Cảm ơn cô chủ. Nếu anh có tin tức gì của cô Nguyệt thì báo cho tôi. Tôi không để anh thiệt thòi đâu. Việc cô làm, tôi không dám có ý kiến. Chứ tôi cũng ngại đụng tới người đã khuất lắm. Xem ra anh cũng chín chắn hơn so với lúc trước rồi đó. Những ngày tôi nằm trên giường bệnh, tôi có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Và tôi cũng đã rút ra một vài kinh nghiệm. Xem ra nằm bệnh viện cũng là một chuyện tốt đối với anh. Anh còn yêu Mai không? Tôi đã từng có Mai, và rồi đánh mất Mai. Nhưng rồi tôi sẽ giành lại cổ bằng cách của tôi. Chúc anh thành công nha. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Cảm ơn cô. Thôi, tôi xin phép. Tu rồi sao? Không biết ai mà rảnh rỗi quá sáng chế ra mấy cái trò này, mất thời gian gần chết. Au! 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 Có chuyện gì vậy con? Con bị kim đâm. Ủa, có sao không? Mà con đang làm cái gì vậy? Con đang thêu. Thêu à? Xưa giờ con đâu có thích mấy cái vụ này đâu. Nhưng mà bây giờ con thích. Ủa, mà con đang thêu cái gì vậy? Thêu mấy mũi cơ bản thôi à, mà khó tới mồ luôn á. Thêu á là cả một nghệ thuật, đòi hỏi phải có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, không được gấp gáp vậy đâu con. Từ chiều đến giờ á, con thêu mới được có nhiêu đây à. Con chịu khó học thêu như vậy, chắc là thêu cho người Đà Lạt phải không? Ba này, ba ghẹo con không à? Không, ba đang ngưỡng mộ con đó. Ngưỡng mộ con? Tìm được người để mình thương, để mình cố gắng làm việc nhiều vì người đó là một điều hạnh phúc đó con. Không phải ai cũng tìm được đâu. Con tưởng á, ba chỉ biết đến công việc thôi chứ. Ngoài công việc, sự nghiệp ra, con người ta còn nhiều thứ nữa. Nhất là tình cảm nữa. Tình cảm là động lực mạnh nhất để con người vươn lên. Bữa nay ba nói chuyện lạ lắm á nhờ. Chắc là ba bị con lây đó. Nè, con với thằng Dương tiến triển tới đâu rồi? Con cũng không biết tới đâu nữa. Anh Dương ảnh lạ lắm ba, ngay cả cách ăn uống của ảnh cũng khác người nữa. Trời ơi, ảnh nói hả, ảnh chỉ thích ăn cơm trắng với rau luộc thôi hả? Đó, con thấy chưa, đâu phải ai cũng thích ăn món ngon sơn hào hải vị, cũng không phải ai thích những cô gái xinh đẹp dịu dàng. Mỗi người mỗi tính mà con. Ba nói vậy là ba có ý gì ạ? Thì ba chỉ nói vậy thôi. Thôi, con tiếp tục học theo đi. Thank you.
Sao ba nhìn con dữ vậy? Vì ba chưa quen nhìn con gái ba trong hình dạng như vậy. Con rất là nữ tính đó. Ba này. Thôi, ba đi ra đi, con mới tiêu được nữa. Thôi, ba đi nghe. Cố gắng nghe con. Dạ. Trời, thấy ghê quá. Nhưng mà phải ráng. Ấy, em gái xinh đẹp. Anh cá mập. Em làm gì đó? Dạ, em đang lựa mấy viên đá thật đẹp để về làm hòn non bộ. Ồ, gì hả? Biết làm hòn non bộ nữa hả? Dạ, em mới học được thôi à. Nên làm thử cho vui. À, anh cá mập ăn sáng chưa? Em có làm mấy cái bánh bông lan. Tí nữa em đem qua hiệu thuốc cho anh mập ăn thử nha. Em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, còn biết quan tâm tới người khác nữa chứ. Ai mà muốn cưới em làm vợ nha, phải tu tán kiến kiếp đó mới cưới được chứ bộ. Mà ở đây ai tu tán kiến kiếp ta? À, chỉ có mình Sư Quynh thôi hả? Anh cá mập, anh thấy đá này có đẹp không? Đá đẹp dễ sợ luôn. Sư Quynh, nó nghe nè. Đẹp lắm. Cái gì đẹp? Trời đẹp, mây đẹp, đồi đẹp, đất đẹp, nước suối đẹp và người đẹp. Anh Dương. Sư Quynh. Trời ơi, có biết phải Sư Quynh không vậy? Có nụ cười à, mà không chịu cười lại với người ta nữa. Được rồi, để đó. Anh vô, anh tìm Sư Quynh anh xử cho. Khi không ra để em cười lại với em. Sư Quynh. Sư Quynh không cười anh cười được không? Trời ơi, sáng rồi hả? Vậy là tối qua mình ngủ chung với tác phẩm Dung Dế này hả? Nhìn con gì cũng không ra con gì á. Alo, bà làm gì mới sáng sớm mà gọi âm sùm vậy? Bà đang ở đâu á? Đang ở nhà. Ủa, bác Lâm có nhà không vậy? Bà tôi hả? Tôi mới ngủ dậy, chưa xuống nhà. Nè, tôi mới nhìn thấy bác Lâm ở trong shop quần áo nữ đi ra đó. Hình như bác xách một bịch đồ to lắm. Chắc là bác Lâm mua cho bà đó. Hả? Mua đồ cho tôi hả? Trời ơi bà ơi bà. Bà đang nói chuyện của mười mấy năm về trước á hả? Tôi nói thiệt mà. Tôi thấy bác Lâm mua rõ ràng á. Trời ơi bà ơi, hơn một chục năm rồi, ba tôi không có mua đồ cho tôi. Nè, bác Lâm không mua cho bà thì mua cho ai? Không lẽ mua cho nhỏ giúp việc? Chắc là ba tôi mua biếu tặng ai đó bà ơi. Mà nè, hay bà nhìn lầm rồi đó. Ba tôi có bao giờ đi mua đồ nữ đâu. Tôi chắc chắn với bà là tôi không có lộn đâu. Tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Mà nè, bà đừng có nói lại với bác Lâm mà nha. Ủa, vậy bà nói với tôi làm gì vậy? Tôi thấy bác Lâm vô shop, tôi tưởng là bác Lâm mua đồ mới cho bà, tôi điện thoại chúc mừng bà. Không phải thì thôi. Sao? Bà rảnh quá. Thôi nha. Ừ.
Muốn đấu với chị hả cưng? Cưng còn non lắm Hằng ơi. Cho ăn học cho có chữ có nghĩa với người ta thì không lo ăn học. Lao động chân tay cực khổ vậy cho biết ha. Nè, có thời á thì cởi ngựa bắn cung, hết thời á cái xó bếp á lấy thun mà bắn rồi. Mày thấy anh hai mày không? Làm bác sĩ á, là nhàn hạ sung sướng, được người ta kính trọng. Còn mày, mày nhìn lại mày coi. Anh hai á, anh suốt ngày đối diện với người bệnh máu me nè, rồi xác chết nè, có vui vẻ gì đâu. Còn con hả, suốt ngày nhìn cây cỏ nè, bầu trời xanh mây trắng nè, còn được nghe mắt cằn nhằn mỗi ngày nữa. Anh hai làm sao có phúc đó chứ. Nói cái gì mày cũng cãi được hết á. Nè, lô ôn thi rồi năm sau á thì là đại học cho tôi. Anh hai mày hồi lúc trước á đậu một lúc mấy trường luôn. Sao ba không kiếm cái chuyện gì mới nói đi, nhắc hoài cái điệp khúc học hành hoài chán chết đi. Tao nói vậy á, chừng nào mày nên người thì thôi, phải lo học hành đỗ đạt để còn ngẩng mặt với người đời nữa chứ. Làm Dường cũng làm giàu được mà má. Mày mốt á con giàu hơn hai cho má coi. Chị Năm ơi, chị Năm, chị Năm ơi. Ơi, tôi đây. Ai vậy? Tôi nè, ba Phải nè. Ba kiếm má kìa, má vô trọng đi. Ừ. Mấy hôm nay anh đi đâu mất tiêu vậy? Tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ. Lu bu quá, tôi không có thời gian để đi. Ta nói Dương thì nằm bệnh viện, còn cá mập thì vô trọng chăm nó. Trời ơi, còn mình tôi làm biết bao nhiêu chuyện, rảnh rang đâu mà đi. Tôi nói về rồi, nay tôi rảnh rang mới qua được đó. Thằng Dương nó có duyên ở bệnh viện ghê chứ. Về đây không được bao lâu mà nằm bệnh viện hết mấy lần. À, còn con Mai, hôm bữa tôi nghe nói nó bị bắt lên công an. Bây giờ làm sao rồi anh? Nó về lâu rồi. Con gái con lứa gì mà phức tạp quá, chưa có cưới hỏi gì hết mà lại chung sống chung chạ với thanh niên, rồi dính líu tới ghen tuông, đánh đấm, công an tùm lum hết, phiền phức quá. Ơi, mà nói đi cũng phải nói lại, ba má của nó bị tai nạn mất sớm, họ hàng cũng không có ai. Thân con gái một mình không có ai dạy dỗ điều hay lẽ phải, cho nên nó mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Phải chi ba má nó còn sống thì đâu đến nổi. Thôi, tôi đi công chuyện. Anh đi đâu mà gấp dữ vậy anh ba? Mới tới chưa uống hết ly trà nữa mà. Ba Phải thì cũng lạ thiệt, xẹt vô xẹt ra như thăm bẫy vậy đó. Ủa, bác ba về rồi hả má? Về rồi. Chưa uống hết ly trà nữa. Mà ông này cũng lạ thiệt, mà không biết má có nói cái gì mất lòng ổng không nữa. Tự nhiên cái đứng dậy đi về ngang xương à. Ủa, mà hồi nãy má nói chuyện gì với bác ba vậy? Thì nói chuyện của con Mai đó. Con gái chưa cưới hỏi gì hết mà sống chung chạ với trai rồi, xảy ra tùm lum chuyện hết à. Chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Thì tao nói chuyện nghe chơi thôi mà. Có gì đâu mà nói nghe chơi. Sau này má đừng có bàn chuyện thiên hạ nữa.
Trời đất ơi, cái thằng này sao thái độ nó y chang ba phải vậy ta? Mai. Dạ, bác ba. Con mới đi chợ xã về hả? Dạ, con đi mua ít đồ về làm bánh. À, hồi sáng con có nhờ Tâm đem bánh qua cho bác ba với thầy đó. Bác ba nhận được rồi, cảm ơn con. Dạ, đâu có gì đâu bác. Ba má con cũng mất rồi. Con làm bánh cho bác ba với thầy cũng giống như là làm bánh cho ba má con vậy thôi. Mai à? Dạ. Hôm rày con có gặp thằng Minh không vậy? Dạ, con có lên bệnh viện thăm ảnh một lần. Nhưng mà có vẻ như là ảnh không muốn gặp con nên con không tới nữa. Chắc là con với ảnh cũng hết duyên hết nợ rồi bác à. Con cũng từng đau khổ quá nhiều vì ảnh. Bây giờ con cũng chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Người ta nói á, chọn người thương mình chứ đừng có chọn người mình thương. Như vậy khổ lắm con. Dạ, con cảm ơn bác ba đã quan tâm. Thôi bác ba vô nhà chơi đi. Thôi bác ghé thăm con chút rồi về bác về. Ở tiệm thuốc còn nhiều việc lắm con. À nè, có thời gian qua bệnh chơi nghe. Dạ. Giá bao nhiêu? Được rồi, ok, tôi sẽ sắp xếp. Ông nhớ để cho tôi đó. Ok. Anh Kiệt. À, có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì mới đến tìm anh được hay sao? À, không, tại anh đang suy nghĩ thôi. Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Chuyện của đàn ông, em không hiểu đâu. Em có chuyện này muốn nói với anh á. Em nói đi, có chuyện gì? Hôm qua ông giám đốc lại mời em đi ăn tối ở nhà hàng á. Em có đi không? Dạ có. Cũng tốt, nhưng mà em cũng đừng đi thường quá. Ông giám đốc mời em nhiều lần thì ít nhất em cũng phải từ chối một lần. Sao vậy anh? Nếu như mời lần nào em cũng đi thì mất giá người đẹp như em hết. Nhưng lâu lâu từ chối một lần thôi, đừng có từ chối nhiều lần, mắc công người ta tưởng mình không thích người ta. Vậy hả? Đây là tâm lý chung của cánh mày râu mà. Thôi em đi làm việc nha. Em đi đi. Tôi nghe nè, tôi đã nói với ông rồi. Anh Kiệt không có tình ý gì với mình hay sao chứ? Rồi tôi sẽ sắp xếp. Vậy tại sao anh lại quan tâm tới mình? Ông cứ yên tâm. Thuốc của ông nè. Cực cho ông thiệt. Ngày nào đi làm xong cũng chạy về đây. Sẵn á, có dịp về thăm nhà luôn. Ông Dương nè. Hả? Có chuyện gì hả? À, tôi có chuyện á, nhờ ông giúp. Ông có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Tiền hả? Tôi đang cần tiền để mua đồ về nghiên cứu. Thật ra thì số tiền cũng nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ đối với ông cũng không nhiều lắm.
Ông chờ tôi một chút. Ông cầm đi. Ông muốn rút bao nhiêu thì rút. Ở trong đó còn khoảng 100 triệu. Có đủ không? Ủa? Bộ không đủ hả? Dư rồi. Nhưng mà ông đưa tôi nguyên cái thẻ như vậy. Thì ông nói cần tiền mua đồ nghiên cứu mà. Ông cứ cầm đi. Mật khẩu là 190687. Dương à. Hả? À, tôi sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho ông. Không cần gấp đâu. Bình thường tôi cũng đâu có xài tiền đâu. Ông cứ giữ lấy mà xài. Nếu ông mà nghiên cứu thành công á, thì ông sẽ chữa bệnh cho được rất là nhiều người. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Bạn bè mà ông cứ nói vậy không à. Làm bạn với ông á, tôi lời quá. Kiên nè, mấy ngày nay tôi không có vận động. Hồi sáng này tôi mới vận động thì vết thương tôi lại đau. Ông điên hả? Đợi vết thương lành á thì mới vận động quyền cước. Nổi máu anh hùng rồi phải không? Bình thường tôi luyện tập quen rồi, không luyện tập nó ngứa ngáy mình mẩy quá. À, tôi nói cho ông nghe một chuyện liên quan đến Thiên Kim tiểu thư. Dạo này cô sao rồi? Nghe nói mấy ngày nay cô ở nhà chăm chỉ học thiêu. Học thiêu hả? Bộ cổ thích học thiêu hay sao? Bình thường á thì Thiên Kim tiểu thư ghét thiêu thùa mai giá lắm. Không biết á tại sao tự nhiên mấy ngày nay cô lại nổi hứng mua kim chỉ về thiêu. À, làm cho ba của cổ phải ngạc nhiên quá trời. Sao tự nhiên cô lại học thiêu ta? Mà cũng tốt thôi. Cô mà có việc làm á thì sẽ không có thời gian quấy rối ông. Nghe nói đâu á, ngoài học thiêu ra cô còn nhiều biểu hiện lạ lắm, không giống như cổ bình thường đâu. Trời ơi, trên trời dưới đất mới thấy, chưa có công việc nào mà nó chán phèo như công việc này. Ai... Dạ, em nghe nè anh Dương. Kim có ở nhà không? Dạ có. Em đang ngồi em theo. Tôi đang đứng ngoài cổng nè. Cái gì? Anh Dương đang đứng trước cổng nhà em hả? Chờ em chút, chờ em chút. Em ra mở cửa cho anh liền. Chờ em nha. Trời ơi. Cảm ơn Kim chỉ nhiều. Cảm ơn chị Nguyệt nhiều lắm nha. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, anh Dương ơi, anh Dương để em vui quá đi. Đẹp. Bác Lâm có ở nhà không Kim? Dạ không, ba em đi ra ngoài từ chiều rồi. Anh Dương ngồi đi. Lúc nãy nghe nói Kim đang học thiêu hả? Dạ, mời anh Dương uống nước. Mấy ngày nay á, tự nhiên em thích học thêu lắm. Em mua sách vở nè, kim chỉ nè, về nhà học thêu suốt ngày à. Vậy Kim thêu được gì rồi? Em cũng mới bắt đầu học thôi à, cho nên cũng không thêu được gì nhiều hết á. Mà em thêu nó xấu quá à. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Anh Dương nè, anh Dương thích hoa hồng lắm phải không? Vậy á, em sẽ thêu một chiếc khăn tay có hoa hồng để tặng anh Dương nha.
Nguyệt cũng thích Thiêu quá không? Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Anh Dương uống nước đi. Ê, anh Dương đang ở nhà tôi nè. Trời ơi, ảnh đột ngột vô nhà tôi, làm tôi vừa vui vừa ngạc nhiên nữa. Tự nhiên sao được, đó là nhờ mấy hôm nay bà cất công theo thùa đó chứ. Ủa, anh biết rồi hả? Trời ơi, tôi cho người đồn tới tai ảnh giùm bà rồi. À, trời ơi, ai mà đồn hay dữ vậy? Thì tôi sắp xếp người đồn giùm cho bà. Ảnh đang ngồi trong phòng khách á. Mà tôi thấy anh buồn buồn sao á. Nè, ảnh càng buồn á thì bà càng có nhiều cơ hội đó. Chuyện tiếp theo của bà là vậy có được không vậy? Bà cứ nghe lời tôi đi. Lỡ ba tôi về đột xuất rồi sao? Thì bà điện thoại nói bác Lâm đi tới sáng luôn đi. Nhưng mà nè, đây là cơ hội của bà đó, để vượt mất đừng có hối hận nghe chưa. Tôi á nói rồi, tôi chỉ bày kế cho bà thôi, chuyện còn lại là phải do bà thực hiện, nhớ đừng để sau này hối hận nghe không. Chuyện gì vậy Kim? Em mới thấy có một cái bóng lướt qua. Tôi đâu có thấy ai đâu. Có mà, em mới thấy lướt qua rõ ràng á. Đêm qua em cũng thấy một cái bóng lướt qua, em sợ quá anh Dương ơi. Kim có nói cho bác Lâm chưa? Em chưa có nói, nhưng mà em không biết là người hay ma nữa. Anh ơi, bóng đèn đó đêm qua cũng xuất hiện trước phòng em, nó cứ lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại, làm em sợ quá à. Kim đừng có sợ, chắc Kim qua mắt thôi. Ai đó? Anh Dương ơi. Thôi anh Dương ơi. Ai đó? Nguy hiểm lắm, anh đừng có đi mà. Nhưng mà tôi thấy. Không được, anh đang bị thương nữa, nếu mà rượt theo nguy hiểm lắm. Không ấy anh ơi, mình đi vô nhà đi, em sẽ khóa cửa lại, coi gì chút nữa em sẽ báo công an nha. Nhưng nguy hiểm lắm anh ơi, đi vô nhà đi, nghe lời em mà. Anh hai, sao anh không ngủ đi? Còn sớm mà. Hôm bữa chị Kim nằm mơ thấy chị Nguyệt ở Đà Lạt, không liên quan gì tới anh hai thiệt hả? Mày muốn nghĩ sao á thì nghĩ. Em xin lỗi, bữa đó em nóng quá. Tại em thấy anh Dương buồn nên em tội nghiệp ảnh. Mày mới quen biết nó không bao lâu mà hình như mày hiểu rõ nó lắm vậy. Thì anh Dương là người tốt, nhưng mà người tốt á thường hay gặp nạn và chịu nhiều thiệt thòi. Thằng Dương á, nó đa sầu đa cảm cho nên nó khổ. Mày á, mày đừng có dại dột bắt chước nó. Đàn ông á phải làm chuyện đại sự, đừng để cho tình cảm trói buộc. Sống bình yên qua ngày không tốt hay sao? Sao nhất định phải làm chuyện đại sự hả anh? Mày chắc bình yên hay không? Những người á luôn muốn có được cuộc sống bình yên lại là những kẻ gặp sóng gió nhất. Mày thấy đó, điển hình là thằng Dương. Từ ngày tao quen biết nó tới bây giờ, mày thấy không, chưa bao giờ mày thấy nó được vui vẻ thật sự. Em lo cho anh Dương lắm. Bác ba nói anh Dương bị phước mỏng cho nên hay xảy ra tai nạn lắm. Với lại anh có tướng đoản mệnh cho nên sống không có thọ. Bác ba có phải thầy coi tướng đâu, mà thầy coi tướng nói chắc gì đã đúng.
Thôi mẹ đừng có nghĩ tào lao nữa. Nhìn nó cũng biết là nó khổ suốt đời vì cái tính của nó. Nó gặp tai nạn nhiều á vì nó nổi máu anh hùng. Còn chết yểu á thì không có dễ đâu, còn có anh hai mẹ ở đây mà. Tao thấy mày cũng hay thiệt. Nói cho cùng á, thằng Dương cũng là tình địch của mày. Sao mày lo cho nó dữ vậy? Tình địch gì chứ, anh hai nó kỳ quá. Mối tình đầu của mày á, giấu được ai? Làm sao giấu được anh hai của mày? Em... Thật ra Mai cũng là cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Chỉ trách á, là cổ không biết chọn người yêu. Anh Dương là người tốt. Nếu ảnh với chị Mai mà yêu nhau, Chắc là chị Mai sẽ hạnh phúc lắm á. Mày sai lầm rồi. Bất cứ ai á vướng vào tình cảm với thằng Dương thì chỉ có một kết cục đau khổ mà thôi. Sao anh hai lại khẳng định như vậy? Rồi mày sẽ xem lời tao nói có đúng hay không. Cũng khuya rồi, anh Dương về tiệm thuốc đi. À, bác Lâm chưa có về. Tôi không an tâm để Kim ở nhà một mình. Nãy giờ á, em cũng gọi cho ba nhiều lần rồi mà gọi không có được. Nhiều khi á, ba em đi công tác đột xuất, có chuyện quan trọng, ở lại tới sáng mới về lận. À, Kim buồn ngủ chưa? Dạ chưa. À, anh Dương nè, anh Dương muốn ăn gì không? Để em làm gì cho anh Dương ăn nha. Cảm ơn Kim, tôi không thấy đói. Có chuyện gì hả Kim? Tự nhiên em cảm thấy hơi lạnh á. À, nếu vậy thì Kim lên phòng ngủ trước đi, tôi ngồi ở đây được rồi. Dạ. Xuống ngủ đi. Em sợ lắm anh Dương ơi, em không dám ngủ đâu. Có tôi ở đây, Kim đừng có sợ nha. Kim nằm xuống ngủ đi. Anh Dương có mệt không? Nằm xuống ngủ với em nha. Tôi không mệt. Anh Dương ngồi nhảy suốt đêm luôn hả? Kim ngủ đi. Anh Dương ngồi chỉnh định đóng vậy sao em ngủ được chứ? Anh nằm xuống đi. Bộ anh sợ em đến nỗi anh không dám nằm bên cạnh em hả? À, em đáng sợ vậy hả? Không phải. Tôi... Không phải á thì anh nằm xuống đi. Tôi chỉ lo cho Kim, lỡ như người khác người ta nhìn thấy, người ta hiểu lầm. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Đây là nhà của em, có em với anh thôi,
có ai đâu mà nhìn thấy. Nằm xuống đi anh. Đi mà. Nè Kim cứ nằm đi, tôi sẽ nằm ở đây. Đi đêm nữa. Đừng nói á, biển hồ đi trên nó dụ dỗ nha, vừa xấu mà vừa hô nữa. Chẳng lẽ cái tâm của sư huynh mình thấp vậy ta? Mập. Làm gì đứng lẩm bẩm lầm bầm một mình vậy? Dạ hả? Không có gì đâu sư phụ, con đang cố nhớ lại cái bài thuốc ngày hôm qua sư phụ dạy con á. Ủa, thằng Dương chưa về à? Dạ chưa, không biết đi đâu cả đêm luôn đó sư phụ. Chắc là anh lên nhà thằng Kiệt cái gì. Con điện thoại rồi mà thằng Kiệt nó không có. Nếu không có trên đó thì chỗ khác. Ở chỗ khác là chỗ nào hả sư phụ? Sao con không gọi điện cho nó đi? Con gọi rồi, bắt máy luôn. Con hỏi đâu mà không chịu nói ra. Điện thoại được là tốt rồi đó. Dạ, giữ được rừng là tốt đó. Biết đâu có kẻ phá đốt rừng, phải tiêu diệt những kẻ đó trước đó sư phụ. Ở trong nhà còn chưa lửa chưa xăng, biết đâu chừng kẻ đốt rừng không ai xa khác mà chính là con đó. Con hả? Con là ai mà dám đốt rừng? Con bảo vệ rừng mà. Nhiều khi con không có cố ý đốt rừng. Dạ. Nhưng mà tại vì con đem theo quá nhiều xăng nhiều lửa cho nên rừng nó bị cháy. Hả? Thì có phải là tại con không? Trời ơi. Thưa sư phụ, con mới về. Về được là tốt rồi. Sư đệ, làm gì nhìn huynh như vậy? Đi đâu sáng đêm mặt mày bơ phờ hả? Nhìn cái mặt kìa, chắc đêm qua xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm phải không? Có gì đâu, để đừng có suy nghĩ lung tung. Sư phụ, không biết đêm qua rừng bị đốt không sư phụ? Rừng nào bị đốt? Để nói cái gì huynh không hiểu gì hết. Nè, con đi cả đêm chắc mệt lắm rồi, thôi vào phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ. Có Mập. Dạ. Con vô trong con quét dọn lại đi. Dạ thưa sư phụ, mới quét rồi. Con quét rồi lúc nãy. Dạ. Nhưng bây giờ gió nó thổi bụi vào. Dạ. Con quét lại đi. Dạ. Nhà sạch trơn, không có miếng bụi, bóng hôi. Vậy mà sư phụ ghi quét hoài, quét kiếm gì đây? Sư phụ thật là khó hiểu. Sư phụ, con thấy nhà đâu có dơ đâu. Sư phụ kêu cá mập quét hoài vậy? Cá mập nó không phải đang dọn quét, nó đang giải tỏa bực bội trong người nó đó. Con chưa hiểu ý của sư phụ. Bực bội, tức giận là một dạng năng lượng được phát sinh ra trong tâm của con người. Nguồn năng lượng đó phải từ từ được chuyển hóa ra thành dạng khác thì cơn giận mới hạ nhiệt được.
nó sẽ thấy rảnh thôi. Dạ con cũng muốn đi quét nhà. Trong lòng con có bực bội hay sao? Con cảm thấy có nhiều phiền não quá sư phụ. Thôi con đi ra suối đi, đứng ngoài bờ suối chờ sư phụ chút đi. Dạ. Cái gì? Bà với anh Dương ở trong phòng cả đêm mà không xảy ra chuyện gì hết hả? Thì á, chắc là anh mệt quá cho nên anh nằm xuống á là anh ngủ luôn hà. Nhìn bà đâu có tới nỗi nào đâu. Ý bà là sao hả? Không, ý tôi muốn nói anh Dương á đúng là một chính nhân quân tử đó. Ừ, ảnh là người đàn ông đàng hoàng mà. Coi lại sức hấp dẫn của bà đi bà nội. Mà nè, cái cách của bà nha hữu hiệu lắm á. Anh Dương hả, quan tâm đến tôi dễ sợ luôn đó. Như vậy mới không hổ danh là quân sư của bà chứ. Ừ. Nè, tôi cho bà coi cái này nè. Coi gì vậy? Bà coi đi. Ủa, hình của ai đây? Chị Nguyệt Đà Lạt. Hả? Trời ơi, xin lỗi chị Nguyệt nha. Trời ơi, tự nhiên đưa tôi tấm hình chị Nguyệt chứ vậy? Thì bà phải biết mặt chị Nguyệt, để khi mà anh Dương hỏi bà mới biết đường bà trả lời chứ.